Nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiên Phạm. Em chuyên tư vấn về các chương trình đầu tư định cư Mỹ, Canada và các nước châu Âu cũng như là giúp người Việt Nam mình mua nhà trên 50 tiểu bang của Mỹ tiết kiệm chi phí nhất và an toàn tối đa cho nhà đầu tư. Thì hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một chủ đề cũng đang rất là hot hiện nay, đó chính là sở hữu quốc tịch thứ hai, xu hướng của người giàu trên toàn thế giới. Thì anh chị có thể dễ dàng tìm thấy cụm từ khóa như là quốc tịch thứ hai trên các mặt báo nổi tiếng thế giới như The Guardian, Business Insider, hay là Forbes, hay là Independent của Anh, Mỹ đều giải thích về xu hướng này, đặc biệt là giới doanh nhân toàn cầu. Thì thời gian gần đây, nhu cầu quốc tịch thứ hai được nhiều người Việt Nam quan tâm, đặc biệt là đối với giới doanh nhân do lợi thế về việc tự do đi lại, được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại, hưởng các quyền lợi về thuế, ưu đãi thuế của quốc tịch đó. Các yếu tố lựa chọn khi đầu tư quốc tịch là thứ nhất là tự do đi lại, quyền lực từ hộ chiếu, thứ hai cộng hộ chiếu Việt Nam, thứ hai là ưu đãi về thuế, điều mà nhiều người giàu quan tâm và đau đầu nhất. Có rất nhiều người Việt Nam đủ tiền đầu tư thẻ xanh của Mỹ, thường trú nhân của Úc, Canada nhưng lại không muốn thực hiện vì lý do các nước này đánh thuế toàn cầu, một lượng thuế rất lớn bị truy thu và khai báo nguồn gốc. Các quyền lợi được hưởng từ quốc tịch thứ hai, từ các hiệp định song phương, hiệp định thương mại, hiệp định hợp tác lao động, thì thay vì sở hữu thêm một chiếc xe hạng sang như BMW X7, Mercedes-Maybach, Lexus hay Porsche, thì chạy lòng vòng đường tắt Việt Nam, anh chị đầu tư sở hữu thêm một hộ chiếu, cánh cửa đi lại tự do dễ dàng trên toàn thế giới, giá trị cả đời, dài lâu cho các thế hệ con cháu. Thật sự là lãi lắm ạ. Sở hữu quốc tịch có đắt không? Thì so với lợi ích của anh chị, gia đình của anh chị được hưởng cả đời thì số tiền đầu tư đó hoàn toàn không đắt. Tuy giá trị hộ chiếu anh chị đầu tư và sở hữu mà anh chị sẽ bỏ qua một chi phí nhất định cho cả gia đình anh chị được hưởng. Ví dụ, sở hữu quốc tịch Malta, cuốn hộ chiếu châu Âu giá trị bởi nước này thuộc Liên minh châu Âu và nằm trong khối Schengen. Bởi hộ chiếu này xếp hạng thứ 9 hộ chiếu quyền lực trên toàn thế giới, tự do đi lại 169 quốc gia, có hiệp định thương mại Mỹ, visa E2 thuộc nhóm visa waiver, tức xin visa online thuộc khối 38 hộ chiếu mạnh nhất thế giới, trong đó có Anh, Mỹ, Úc, Canada. Và nếu anh chị đầu tư không cư trú tại đất nước này thì thuế chỉ áp dụng đối với thu nhập tại nước này, tức không đánh thuế toàn cầu, vốn đầu tư gần 1 triệu euro hoàn lại không nhiều. Thì sở hữu quốc tịch ship hộ chiếu châu Âu này có giá trị thấp hơn hộ chiếu Malta thuộc khối Liên minh châu Âu không thuộc Schengen, tự do đi lại 165 quốc gia, mọi quyền lợi đối với Mỹ như E2, visa waiver không có, đầu tư khoảng 2 triệu tới 3 triệu euro, trong đó có 2 triệu đầu tư vào bất động sản, một bất động sản trên 500 ngàn euro giữ vĩnh viễn. Grenada. Grenada đang là một cái hộ chiếu rất hot. Thì hộ chiếu Caribe, đất nước gần Cuba, thời tiết ấm áp, điểm du lịch nổi tiếng, hộ chiếu đi lại tự do thấp hơn hẳn so với hai quốc gia châu Âu, 140 nước, tuy nhiên sở hữu nhiều hiệp định thương mại giá trị, miễn visa vào Anh trong vòng 6 tháng, visa E2 vào Mỹ, visa du lịch Mỹ giá trị 10 năm, visa lao động mùa vụ Canada. Visa này hộ chiếu Việt Nam hoàn toàn không có. Ưu đãi về thuế, chỉ đánh thuế các thu nhập phát sinh tại đất nước này, không đánh thuế toàn cầu, chi phí đầu tư thấp khoảng 300.000 USD cho một gia đình 4 người, trong đó có 220.000 USD giá trị bất động sản cho thuê, hưởng lãi suất hàng năm, tức tính chi phí chỉ đâu đó khoảng 100.000 USD cho cuốn hộ chiếu của quý anh chị đầu tư, thì em thấy là cực rẻ. Trên thế giới, thị trường quốc tịch thứ hai còn khá nhiều, tuy nhiên quyền lực và quyền lợi của hộ chiếu không so sánh được với những nước trên.
Dạ thì quý anh chị nào quan tâm tới các cái chương trình lấy quốc tịch cũng như là định cư Mỹ, Canada, châu Âu và bất động sản tại Mỹ thì có thể liên hệ em với theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết hơn. Thì nếu anh chị thích video thì hãy like và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ em và đón xem cũng như là đón xem những cái video mới nhất của em. Em xin chân thành cảm ơn và chúc quý anh chị một ngày làm việc hiệu quả và thành công hơn trong cuộc sống. Em xin hết.